Hello cả nhà, mình đang cắt bút nấm nè. Bây giờ mình cắt mình đóng gói, giờ này khuya rồi, 12 giờ đêm rồi. Sáng mai mình sẽ giao. Giờ này cắt xong đóng khoảng cỡ 4 5 giờ là giao rồi. Đây là nấm bào ngư sấy. Đó, đang đóng gói. Đây, trước khi cắt thì mình chỉ cắt sơ cái gốc cho nó sạch, nó dính mình cưa thôi. Đó, đừng có cắt thạm dữ quá nó mất ký. Mình chỉ gọt sạch sẽ là được rồi. Đó. Để nó sạch thì gốc là được rồi. Đó, mình dùng cái kéo mình cắt cho nhanh. Đây, mình nấm u nu của này luôn. Sạch sẽ không? Trời, cái này mà nhúng vô nồi lẩu ơi. À, ầm một cái đã luôn. Chùm này đã. Chùm cần dăm luôn.